Thụy, tôi có câu hỏi này muốn hỏi bà. Nếu mà bà trả lời được ấy, tôi sẽ đi mua bỏng ngô cho hai người ăn. Còn nếu bà không trả lời được thì bà sẽ phải đi mua bỏng ngô về cho tôi và Nana ăn. Ok. Giả dụ trong năm nay tôi có hai đứa con trai, rồi năm sau tôi lại thêm một đứa con gái, hỏi tôi có bao nhiêu đứa con. Này, ông nhìn cái bản mặt của tôi nhá. Mặt tôi khờ chứ không có ngu nhá. Lôi cái bài toán lớp 1 giải đố mình. Thì cứ giả dụ đi, bà trả lời xem nào. Ba đứa, được chưa? Sai bết. Tôi là con trai, làm sao mà để được con. Ui giời ơi, đố linh ta linh tinh. Phải đường, đứng dậy, đi mua bỏng ngô đi. Này á, tôi nói cho ông nghe nhá. Ông biết có ba loại đàn ông gì không? Loại thứ nhất ý, là cái bản năng người ta tự nhiên biết quan tâm và chăm sóc, rồi người ta biết chiều chuộng người phụ nữ. Cái loại đấy thì không cần phải nói người ta cũng vẫn làm. Gọi là... Em biết, ga lăng. Loại thứ hai ý, thì phải nói, nhưng người ta vẫn làm đúng được và vẫn biết cách quan tâm. Mà cái loại đấy thì gọi là... Em biết, lăng xăng. Loại cuối cùng ý, là chỉ biết ăn tục nói phét, chả biết cái gì mà cũng chẳng làm được một cái gì cả. Không biết quan tâm, cũng không biết chiều chuộng gì một ai. Đã thế lại còn hay đi lừa đảo gái đẹp. Mà cái loại này ý, thì chỉ vẽ hiêu vẽ vượng. Khó đấy. À, có thể đặt tên là lăng nhăng. Cái loại thứ ba này ý, thì bất kể một người phụ nữ nào gặp cũng muốn cho ăn đòn. Mà tôi thấy ông là cái loại... Loại thứ ba. Trận lượt Nana cho hắn ăn đòn. Yeah. Ui, đáng yêu đấy. Dám mà được mang về nuôi. Nana ơi, em yêu gia cầm từ lúc nào ấy? Con gà này mà luộc lên chấm muối chanh ngon phải biết. Anh ngờ lung tung. Con gà này đối với em là cả một kỷ niệm đấy. Kỷ niệm thì lại càng phải hâm nóng. Cứ bỏ vào nồi cho anh, thế là kỷ niệm nó khác ấm áp ngay. Cứ gì phải nuôi trong nhà. Công nhận đấy, nuôi cái giống này trong nhà bẩn cực kỳ luôn. Tôi ghét lắm, nhất là động vật mà nhất là con gà luôn. Gớm, bà như kiểu bà sạch sẽ lắm ý. Này ông ơi, hôm nọ bà Kiều Linh kể cho tôi nghe một chuyện. Là bà ấy sang nhà hàng xóm chơi, chẳng may con mèo hôn phải bà ấy. Bà Kiều Linh hôn con mèo á? Tao ơi, thế thì bẩn chết. Hôn là rất dễ lây bệnh truyền nhiễm. Thế bà đã uống thuốc phòng ngừa gì chưa? Trời ơi, bà Linh nhà mình trâu bỏ sư, việc gì phải uống thuốc. Con mèo hôm nọ bà ấy hôn ấy, bây giờ sắp chết rồi. Hiểu ai lây bệnh cho ai không? Thôi, thằng Bảy, hơi một tí cái loạn đấy cả nhà lên. Hay là muốn lấy bệnh vào nhà không? Ông thích chết không? Bà bảo tôi làm sao? Mèo à? Thôi, thôi hai con mèo trật tự để hỏi thăm con gà này cái. Này, sao em lại gọi con gà là kỷ niệm? Cái anh ấy ấy, anh ấy là bạn trai mới quen của em, là muốn nhiếp ảnh ra. Mới tuần trước, anh ấy cho em đi chụp ngoại cảnh cùng. Bọn em về một khu chăn nuôi gà mà chụp với những người chăn nuôi. Thích cực ý. Ơ, có phải cái anh nhà báo mà lần trước đưa em đi thực tế để viết bài đúng không? Chuyện tình Nana và cái chuồng gà lãng mạn đấy. Chị giặc thích chả lãng mạn gì cả. Phải là tình yêu nảy nở từ những sự sống nhỏ xinh. Em mới đặt tích cho bài báo của anh ấy đấy. Hay nhở? Nana, em giả cự anh cái đống đỉa ngoài cửa cái. Đại ca đùa em đi à? Em sợ đỉa chết đi được. Chả hiểu đâu, nguyên con đỉa tao đùng cứ cầm cái máy ảnh đứng ngoài cửa đâu. Quá. Thôi chết, anh ấy đến thăm em đấy. Chắc là anh ấy đến thăm em trước khi anh ấy đi công tác. Đi Bao Vỉ hay Mộc Châu ấy nhỉ? Nói chung là xa lắm đại ca. Ồ, thế em quen con đỉa kia thật à? Bạn trai của em đấy, đỉa đỉa gì? Hay nhỉ, đoán vừa lại đúng. Ô anh, sao anh đến mà không gọi điện cho em trước ạ? Anh muốn gây bất ngờ cho em mà. Nhưng mà có ai mặt trắng, người quắt lại đeo kính cứ đuổi anh về. Chắc đấy là Quyết đại ca của bọn em. Mày ấy không biết đâu, anh đừng có mà chấp nhá. Thằng danh, mặt anh như thế này mà nó dám tả anh giống như con dơi. Nó tả đúng mà. Không, tôi thấy mặt con dơi nó xấu mà đại ca xinh hơn. À, anh có một món quà muốn dành tặng cho em nhân ngày mình đi ra ngoài. Quà ấy ạ? Em thích lắm. Em nhắm mắt lại đi. Rồi, mở mắt ra. Tè tên. Trứng. Mà lại còn là trứng thật nữa chứ. Em cảm ơn ạ. Em có nhớ con gà mái hôm mình về quê em đã làm ổ cho nó đẻ không? Em có nhớ ạ. Và đây là trứng của con gà mẹ ạ.
Mà anh quên không tặng em một thứ. Thứ gì nhỉ? Cái chảo ạ, à, tại vì có mỗi một quả cho nên là em không biết là nên làm ốp lép hay là rán. Thật á? Em đùa đấy, em sẽ ấp nó rồi cho nó nở thành một con gà con xinh xắn. Anh muốn giữ lại kỷ niệm cho em mà. Mà khi nào gà con nở ra, mình sẽ đưa nó về với mẹ của nó. Em có đồng ý không? Vâng ạ. Có giường êm cho con nằm đây. Này mọi người, thử đoán xem quả trứng này bao giờ nó sẽ nở. Không sớm thì muộn rồi nó sẽ nở. Chắc chắn là vài ngày nữa. Thế còn bà, đoán đi. Này, tôi không phải là bác sĩ thú y khoa sản nhá. Nó thích nở lúc nào thì kệ nó chứ, liên quan gì đến tôi? Vô duyên. Dốt. Quá dốt. Toàn ăn nói linh tinh. Quả trứng này ấy, nó sẽ nở khi cái vỏ nó vỡ ra. Chỉ có thế thôi, thế mà cũng không biết. Đồ ăn gian. Còn hơn cái loại thiếu iốt. Yeah. Này, ông có biết định nghĩa thế nào là bạn tốt không? Bạn tốt là người dù ngu dốt vẫn nhường iốt cho bạn thân. Mà tôi mà thiếu iốt thì chính tỏ ông là bạn đều. Nói nhỏ thôi, cho trứng của em còn ngủ chứ. Mà các anh chị, cho mua em một tí nhá. Em đi mua thêm đèn để sưởi ấm. Anh chị nói nhỏ thôi, quả trứng của em nó ngủ. Thôi rồi, tôi sẽ chấp cánh ước mơ cho quả trứng của Nana. Mình tưởng mình là người đầu tiên nghĩ ra cái trò trang trí cho quả trứng. Ai đã vẽ hết thế này rồi nhỉ? Thôi được rồi, mình sẽ ký tên mụ kiều linh. Kiều linh. No quá. Ôi, quá no rồi mất. Ôi. Ôi. Trứng nó bị thủng một lỗ này. Đừng xem nào. Đúng rồi ông ơi, tự nhiên thủng một lỗ thật. Ôi chết rồi, Nana yêu quả trứng này lắm ấy. Làm nào bây giờ? Ô, mà này, thôi bà đừng giả vờ giả vịt nữa đi. Quả trứng bà vẽ lung tao tung lên đây xong rồi còn ký cả Kiều Linh nè. Dở hơi à? Có thằng nào ăn trộm mà lại đi tự nhận là ăn trộm không? Tôi ký ở đây làm gì? Phan. Hả? Ông đúng không? Không phải tôi làm vỡ đâu. Lúc tôi ký chữ Kiều Linh vào thì trứng nó vẫn còn nguyên, đã vặt lỗ thủng nào đâu. Tôi cũng chỉ vẽ mỗi cái nốt ruồi với cái tóc. Ông dám ghi tên tôi lên đấy. Ông Trung. Này, ông bà bị thần kinh nhá. Tôi là người vẽ đầu tiên lên quả trứng này, thì nếu mà nó vỡ ngay từ lúc đấy thì ông bà lại không phát hiện ra à? Thế mà thôi, tóm lại nhá, ông là người gặp quả trứng lần cuối cùng trước khi nó bị thủng một cái lỗ to đùng như thế này nhá. Ông phải chịu trách nhiệm nó đây. Nhưng chắc gì tôi đã người cuối cùng nhìn thấy nó. À, tôi đã có cách. Hàng về rồi đây. Uầy. Ô nhưng mà hình như to hơn không ạ? Không sao, cùng là trứng cả, chả ai nhận ra đâu. Ấy, được rồi. Được rồi. Thế quả trứng này phải làm thế nào? Chiên lên ăn chứ còn làm gì nữa. Ăn luôn. Ôi, này, ăn gì? Sao ăn? Ăn như thế nào? Sao anh không được ăn? Càng, bọn em có một quả trứng bị thủng một lỗ. Em đang định... À, anh biết rồi. Đây là quả trứng người yêu Nana tặng đúng không? Ừ, đúng rồi. Thế bọn em làm vỡ rồi mua quả khác đền đấy à? Đại ca ơi, anh biết rồi thì anh đừng mách lẻo cho Nana nhá. Con bé nó mà biết quả trứng của nó bị vỡ ấy, nó khóc thì đau đầu lắm. Mà thực ra nhá, cái quả trứng này nó bị vỡ bọn em chả biết ý. Ôi, cả phòng có 3 người cùng quả trứng vỡ
không một trong ba thì là ai? Không. Thôi được, anh sẽ giữ bí mật với một điều kiện. Điều kiện gì ạ? Được vào trường này. Ê, mày quá, chưa nãy anh chưa ăn gì cả. Có quả trứng này kèm thêm bát mì nữa thì chuẩn luôn. Em cảm ơn nhé. Ôi, cháy nhà anh cướp đây. Chính của em đang nở rồi này. Đâu, sao đâu? Trai gái. Được hai cái, chống em mái. Các anh chị trực tự nào. Không chứng sợ, không dám nở nữa bây giờ. 5, 4, 3, 2, 1, nở. Mà trứng quay là trứng gà mà lại nở ra con vịt đó. Trời ơi, có mỗi quả trứng cũng mua nhầm. Nana, chắc chắn là trứng của em ấy không nhầm được đâu. Nhưng mà rõ ràng em với cả bạn trai đỡ đẻ cho con gà mái cơ mà. Thì nó phải đẻ ra phải là con gà, chứ sao lại là con vịt nhở? Nana, anh nghĩ có khả năng là mẹ gà đã đi ngoại tình với bố vịt của ông hàng xóm đấy. Này Nana ơi, anh nghĩ trường hợp đấy rất dễ xảy ra trong cái thời buổi này đấy. Có lý.